Ok, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay là chiều chủ nhật các bạn, bây giờ là 3 giờ rồi mà cũng không có tiếng Nga không có ra, có nghĩa là trời hơi mưa chút xíu thôi. Và mình nghĩ là sẽ không có bán ngày hôm nay. Ví dụ như vậy, không có bán ngày hôm nay phía bên khu vực này. Wow. Xuất hiện một cái chị người phi quá là to cao luôn các bạn. Nhưng cũng ngay chỗ này là chỗ của bóng đèn để anh. Dạ, TV đang lấy một số cái bóng đèn bở. Bén lắm anh nha. Bén lắm, cái này là bóng quỳnh quang mà. Bóng quỳnh quang các bạn. Cái này anh đứt tay một cái là chảy máu luôn á. Này cái bóng đèn tròn. Bóng đèn tròn. Dạ, trời đã tạnh mưa rồi chị ạ. Tại hồi nãy em ra đây em like cho cả nhà xem á, cái có một cái đèn bể. Nhưng mà có thông báo chính thức là hôm nay bé nghỉ chưa? Chưa biết hả? Wow. Rồi hai người nước ngoài đi quá là to, đây quá là to bạn. Ở khu vực này thì nói chung là không có gì hết, quay cái trụ này thôi chứ quay hết. Đó, mọi người thấy tại khi vừa hải sản thì mình thấy bây giờ cũng 3 giờ không, chưa có bán luôn bạn. Khách thì không có nhiều lắm. Hôm nay thì cái có mấy đèn bể nhiều quá, làm cho hết luôn. Đợi tí, em sẽ review hải sản của anh Long đi cả nhà. Vô được không? Được chứ anh. Cho vô luôn hả? Thôi, ok. Còn bóng nào không? Còn biển nào không? Đi bắt trước Nghĩa Trọng TV đi vào review. Xíu à. Ok, mình sẽ review cái tô uống bò ngay chỗ là đâu lên phải bắt chút tiền ngay chỗ cái bé Nga bánh gà tím ở ngay chỗ là cái mô tô nó chạy vừa hải sản plus. Ồ, hay hấp dẫn cho cái cục cái gì cái chà bá luôn mà không được không đây đó gặp lên. À, bây giờ có miệng anh nào ngậm hết cái cục này cho mày nghe bự dữ em một cái trò chơi thử gì à, thử hấp ăn à. Rồi làm thử luôn anh, làm thử luôn anh. Được không? Hôm nay tới nhà thì mày tới nhà không có bán, sẽ review cho mọi người bò hòa tổ. Đây là review cho mọi người cái tô bún bò của anh chủ đây bắp chuối. Giảm 10% nữa. Trong ơi. Ngoài ngồi cái cục giò đó còn cái gì nữa mà anh thấy? Tôi có 34.500. Sao anh có 35 vậy kìa? Sao lẻ kìa vậy? Tôi có 500 luôn á. Tôi đi khách quen ủng hộ tới quận nhất rồi. Cái nhà hàng Đông giờ vô giảm 30% đó. Giảm 30% hả? Nói chung là ở đây ngoài bún bò nó còn hủ tiếu nữa các bạn. Hết. Nấu theo cái phong cách của người miền Bắc hay miền Nam mà nó bay mùi, rất bay mùi bò các bạn, đúng là thịt bò luôn á. Nạm à. Đây là có ship không anh? Có chứ. Có ship luôn. Dạ. Vô miền nào? Tây Nguyên. Đây. Ship của anh. Đây.
phở LS AS lắc là phải anh là phải lắc không? À anh là phải lắc. Ồ ở trên có cái gì nữa kìa? Lắc sushi. Bán sashimi. Sashimi hả? Ở trên này lắc à. Trên là lắc sushi nữa. Mà ở đây thấy hình như cái thịt heo hay thịt bò gì ta? À đó là lương. Lương hả? Cái này bạch tuộc. À cái chích ép trứng salmoni tem của đồng chí kia kìa mới hỏi rồi đó đây nè có hồi cuộn chiên tempura ăn với sốt đặc biệt với mayonnaise hành lá trứng cá mà về tốt cho đàn ông mà đàn bà khen nè ô cái nào đâu đó salmoni tempura đó về thấy rồi Simon Negi tempura đây thêm nữa này các bạn đây con bún bò này bên kia là phở em à không thiếu à. Ủa sao cái tô kia không có con giò à là loại khác hả nhưng mà cái tô bún bò này bao nhiêu Thảo dạ 35 cái này bao nhiêu tô vậy 35 luôn ủa 35 hết rồi sao kia không có con giò à. Tại chỉ ăn thêm xương nữa dạ còn có phần của anh này là ăn giò không thôi còn này phần chỉ ăn giò nhỏ thì nhóc thì bỏ xương à là giá bằng nhau luôn bằng nhau thấy chưa quay xét vô cả cảnh luôn đó miệng đều dính mỡ đâu nè dính đồng bạc luôn nãy giờ chưa hết tô nữa anh đang hơi chậm từ giống gái quá anh có cảm nhận như thế nào về cái tô bún bò này so với các chỗ khác anh thấy nói chung là 35.500 là cũng vừa tiền ủa 35.500 nhiều 34.500 giảm 500 á chở ngồi nhìn xuống thấy cả cái nga tới chưa không rồi biết rồi đó anh làm chủ cũng đơn giản dễ vậy đó lên cuốn nha ờ để mà lên cuốn lên mây luôn nè lên mây luôn rồi sao anh để cho cái vị trí khác em cuốn rồi anh làm bên giờ ngoài cũng làm cây treo á luôn hả chị vậy công thức vậy em học một khóa của anh ba mươi mấy triệu đưa ra cái miếng cơm kêu làm nó như vậy anh mới làm bữa nay cái gì đâu có đâu có cái món của anh đó là cái gì menu ồ có cái hình của hoa anh đào luôn các bạn cá lóc nè rồi có mắm nữa cá lóc luộc quay tôm ồ đây là cái món của Nhật không đây là như vậy là ổng đã học qua kinh qua cái này rồi hay là có đầu bếp riêng cá thu Nhật Bản muối samoyo isoyaki cũng có mấy chục ngàn này, không có mấy mắt nha. Không có mắt nha mọi người. Năm mấy ngàn. Nói chung là chỗ này bán rất là nhiều thứ, có thêm là cái món nước chanh tắc nè các bạn. Với cái đó nó có pha một mắm của người dân tộc là miền Nam Bắc. Ít thôi chứ không nhiều nhiều. Mắm nó béo dữ vậy. Nó làm theo cách. Con cá nó để ương nó mới làm chứ nó không có để là không làm sớm. Đây quay cho mọi người cái đường phố Sài Gòn đây. Trước này là cái đường Nguyễn Thị Nghĩa. Và ở đây là cái siêu thị của cái vựa hải sản Plus. Đó. Ở phía trên đó có một cái gọi là cái nhà hàng sushi Lass á. Kia họ gặp. Đây. Đây là Lass sushi. Có bán bún bò đồ, rất là hấp dẫn. Đây đội ngũ các bạn YouTuber đây. Đây. Món này gì vậy? Phở tái gầu, bún bò quế.
bánh canh giò heo, bún giò viên, hủ tiếu xương, nuôi xương ha. Phía bên này có thêm cái món. Ủa, cô bán cái gì vậy cô? Cô bán gì? Bánh mì hay là cơm? Hết rồi hả? Không thấy rồi. Chết luôn cái tội mà. Tiêu người ta đi cái đó mà ăn cái này đi quậy. Ờ, nguội quá, nguội nó không giòn. Đúng rồi. Đây review luôn cái nước chanh tét luôn đây bạn. Không ăn mình quay nó quay lại á. Tôi chà bá luôn này thấy chưa? Bị chữ rồi, bị chữ. Qua người đầu tiên bảo lại bà nội tôi nè. Tôi đâu có biết bà ngoại không? Bà hỏi sao bán không có nước mắt. Rồi tôi mới nói thì nước mắt thì mỗi người mỗi cái gì khác hơn gì làm tôi luôn. Sao? Bà nói phải làm biến không làm thôi chứ người ta bán rồi cũng không thiếu gì đó. Nó chờ tôi làm nước mắt sẵn. Chín người mười ý. Phía bên kia là có thêm cái chỗ bán gì sinh tố nước ép trái cây thêm cho lãi cho anh em mỗi người ly sinh tố thì là nói chung ở đây ngay chỗ quận nhất mà vậy cái tô này là 35.000 là cũng không quá mắc ha thấy ha cũng được đúng không không quá mắc. Ở đây là mặt bằng đắt đỏ. Ừ. Giá là đỏ. Ngay chỗ trung tâm quận nhất luôn. Cái giá này mà đi về mới dùng hóc môn mà đó là à nó cũng không thua bao nhiêu, thì có khi ở chỗ hơn nữa. Như là ở chỗ anh biết cái quán bún bò mà ngay chỗ bà Quẹo không? Bà Quẹo có tôi mua cái chỗ bán bún bò mà cũng đông 60.000. Cũng giò mình hỏi chắc là người ta nấu đặc biệt hơn 60.000. Có bình là chục tấn á, bún bò cũng lọc của ăn được. À bún bò Phú Lộc chính gốc Huế đúng không? Là cũng làm chính hưng nữa đâu ăn. À. Nghe chỗ cầu cái gì? Nghe chỗ cầu đang làm. Nghe chỗ cầu đang làm á.